Xin chào bà con. Nay đi làm cái live ngắn nói về Việt Nam. Đây là tại Bình Dương nha mọi người. Bây giờ tỉnh Bình Dương ở quốc lộ 13. Bây giờ nó có tên là Đại lộ Bình Dương. Đây. Mấy bác cậu vàng có nhiều người ngộ nhận á là bên Việt Nam á là người dân nghèo lắm, khổ, sống với chế độ cộng sản khổ lắm. Thì hôm nay thì tôi quay cho mọi người xem nha, cho mọi người xem coi là cái đời sống Việt Nam hiện tại nó bây giờ như thế nào. Đây là một cái quán ăn ở đại lộ Bình Dương đó, trên quốc lộ 13. Đây, ủa cái này cái gì em, cái tầm hả? Ờ, to dữ à. Đây nha mọi người nhìn nha, đó đây là quán hải sản da gà trên đại lộ Bình Dương, nhìn thấy chưa ha. Rồi giờ đi vô đây coi cái những mặt hàng của họ bán ở trong đây là gồm những cái gì, gồm những cái con hải sản gì và giá cả ra sao, người dân có ăn được không. Đây là gà đó, toàn bộ là trong hồ hết nha, tươi đó nha, gẹ đó nhiều loại đó, 508 ốc hương đây đó, ốc hương đây là gẹ đây đó, thấy chưa. Còn đây là cua thịt nha, đó mọi người thấy được không, cua đây, toàn bộ là nằm trong hồ, thở oxy, sống tươi rói, đúng không. Còn ai muốn hải sản cao cấp nữa thì có tôm mũ ni. Tôm mũ ni thì đây nó có hai loại, chế biến ở tại chỗ thì 840, còn mua mang về thì 790 đó, thấy không. Kế bên đây là tôm hùm đó, tôm hùm mông đúng chưa, 1,6 triệu, coi như là 1,7 triệu đi, 1,7 kg, tươi rồi đói luôn, toàn bộ là còn sống còn tươi hết. Và đây là tôm tích, không mọi người thấy không, tôm tích và giá tôm tích đây đó, thấy chưa. Để mấy bác mà chống cộng cực đoan ở bên đó đó cứ rêu rao tuyên truyền cho bà con kiều bào hải ngoại, họ bưng bít họ không biết là có bảo là ở Việt Nam bây giờ sống với chứ môi trường xã hội chủ nghĩa, dân Việt Nam khổ lắm, đói tới nơi rồi nha. Đó, đây là tôm sú biển nha mọi người, thấy chưa, mọi người thấy tôm sú chưa. Đó, đây là bạch tuộc đó, mọi thứ là có đầy đủ hết, thấy cái tuộc chưa, thấy không. Đó, bạch tuộc đây, chào Vũ Nam nha. Hôm nay em đi anh quay review cho mọi người, nếu mà kiểu bà con ở hải ngoại có thấy được á thì để họ coi nghe lời cái đám mà lợi dụng cờ vàng á, mà anh em bình thường hay gọi là chống cộng cực đoan đó, nó tuyên truyền đúng không, nó lừa bà con hải ngoại, nó bảo là dân Việt Nam đi hiện tại giờ khổ lắm, dân Việt Nam sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa khổ lắm, đói lắm, không có ăn. Đây mọi người xem, mọi người biết cá này cái gì phải không, đúng chưa. Đây người ta gọi là cá chuối ngọc là 325.000 kg nè, đó là chế biến tại chỗ, còn mua mang về là 275, thấy không. Mình đây sò mai nha, sò mai nha mọi người nha, đó đầy đủ hết, muốn cái gì là có cái đó, toàn bộ là tươi sống, tươi sống nằm trong hồ hết. Đây sò mai đây, thấy không, muốn bào ngư có bào ngư, thấy không, có đầy đủ hết, mọi người thấy chưa. Đó, đây là gồm hai mức giá, một mức giá là họ luôn để là mang về bao nhiêu và chế biến tại chỗ sẽ là bao nhiêu, còn đây là kinh ráp nè, kinh ráp mà
mấy chú ở bển á hay là khoe khoang bảo Việt Nam không có tiền ăn thì xin thưa, thịt ráp từ trong hồ luôn 1,8 triệu một ký, thấy chưa? 1,8 triệu một ký là chế biến tại chỗ, còn mua mang về là 1,780 triệu. Đây, đây có phải kinh ráp không? Xin hỏi có phải là anh Đồng Okili không ạ? Đó, nay đi quay review cho mọi người xem, xem những cái cảnh đời sống của người Việt Nam vào cuối tuần như thế nào. Chứ để là mấy bác mà lợi dụng cờ vàng á, đúng không? Đó, họ đi xuyên tạc. Đó, họ xuyên tạc, họ bảo là dân Việt Nam bây giờ sống với chế độ cộng sản bóc lột, đói lắm rồi, không thể sống nổi. Thấy chưa? Hào á. Còn đây là mọi người biết con gì không? Thấy không? Cái này nó gọi con móng tay chúa nè. Thấy chưa? Thấy móng tay chúa chưa? Rồi, cá chim trắng rất là ngon đây. Cá chim trắng này nướng với ớt 335 ngàn, là chế biến tại chỗ. Đó, tươi luôn, bơi lồng lộng trong hồ luôn. Thấy không? Quay cho coi, quay hết cái hải sản đi rồi quay cái người dân ở đây như thế nào, cuối tuần người dân ở đây ra sao. Đây xào lông nha, xào lông tươi nha, quán chế biến nha. Thấy kinh ráp không? Cái con Hokkaido này là con gì không biết, nhưng mà mình thấy là nó giống con sò đẹp, nhưng mà ở quán người ta lại gọi đặt tên là con Hokkaido. Đó, thấy chưa? Đây nghe quyển đây. À, cái luận điệu và nhất là cái đám mà chơi sinh bùi đó, bảo là Việt Nam ăn đồ độc hại không à, thấy không? Mọi người xem đi, đây ống giác, nó tuyên truyền, nó bảo là Việt Nam ăn đồ độc hại không à, nên ung thư nhiều lắm. À, xin hỏi những thằng đó đó, nó về đây nó có tiền nó ăn hay là không, chứ nó đồ độc hại cái gì ở đây? Rêu rau, ốc đỏ đây, thấy chưa? Thấy không? Đây cá trình nè, cá trình biển nha, mọi người thấy không? Đó, 740 một ký cá trình, ăn mà xỉu luôn, không có tiền mà ăn á. Ở đây cá tầm khủng đây, thấy không? Thấy chưa? Đó, cá tuồng đây. Tôm tích, đó, ai mua mang về thì có cái cân tại chỗ luôn, tính tiền rồi sách về vậy thôi, thấy không? Còn đây là con nghêu hai còi, mọi người thấy không? Đây sầu huyết đây, đó. Thấy chưa? Chào anh Hùng Hùng nha. Đúng rồi anh. Không, cái này mình không có khè anh, tức là cái này mình đi mình chờ, mình chứng minh cho bà con kiều bào hải ngoại người ta thấy á. Tức là cái đám mà nó lợi dụng cờ vàng của mấy bác ở bển á, nó tham gia vào thành phần chống cộng cực đoan, nó tuyên truyền, nó rêu rao. Nó bảo là người dân Việt Nam hiện tại bây giờ sống với môi trường sầu nhuệ khổ lắm, đói lắm. Ăn toàn đồ là độc hại không à? Đúng không ạ? Thì hôm nay thì sẵn dịp em đi thì em review, em chứng minh cho mọi người thấy là những cái luận điệu của tụi nó là hoàn toàn là xuyên tạc và mang tính gọi là bôi nhọ cái người dân Việt Nam chúng ta. Để em cho tụi nó thấy. Đó. Nó kêu là ăn đồ độc, đồ Trung Quốc. Thì họ mọi người cái đồ nó nằm trong đây thì nó độc cái gì? Hả? Quan trọng là có ăn được hay không, có tiền ăn hay không. Hả? Như cái đám tụi nó đó, nó lãnh tiền que khoe, tiền đâu nó ăn. Nó ăn đồ đông lạnh không à. Đó, đúng với Trần Thắng, hải sản. Hải sản bên này chắc là không rẻ bằng bên Angola của Trần Thắng rồi. Nhưng mà rất tươi ngon. Đây mọi người nhìn nha,
cuối tuần coi người bà con Việt Nam người ta đi chơi đi ăn nhậu như thế nào nha. Nhìn chưa, thấy không, thấy quán không, thấy chưa? Hôm nay là tối thứ sáu, coi như là cuối tuần đó. Đây thấy cái mai này là mấy bác nhớ Việt Nam không, nhớ quê hương Tết chưa? Đây đó, thì ở đây bây giờ họ phục vụ rất là tận tình, để luôn một cái màn hình để cho ai có nhu cầu xem bóng đá đó, đó là tới ngày mà xem bóng đá thì họ trực tiếp bóng đá cho xem luôn, hoặc là có như những chương trình sự kiện gì đó. Đó mọi người nhìn đi, thấy không, quảng bao lớn. Đó. Tức là cái quán này hiện tại bây giờ bên đây là cái mô hình này họ làm rất là nhiều, họ làm theo cái hệ thống mọi người không, chứ không là những cái quán nào họ nổi tiếng á và họ có lực á, là họ đầu tư rất là nhiều, một chuỗi gọi là chuỗi cửa hàng nó trải dài trên một cái địa phương nào đó, hoặc là có thể họ các địa phương luôn. Đây đó, nhìn đi, đời sống Việt Nam vậy được không hả? À, mấy chú lợi dụng cờ vàng, chào cú tèo nha. Đó, cú tèo thấy rõ ràng không, cái lượng đều mà cái đám mà lợi dụng cờ vàng mà mang danh chống cộng cực đoan nó tuyên truyền á, nó là Việt Nam á, người dân Việt Nam sống với chế độ cộng sản khổ lắm, không có ăn toàn đồ độc, đồ độc hại, đồ nhiễm độc đó. Mọi người nhìn đi, thấy không đó, thấy chưa, đây là thứ sáu cuối tuần nha, đúng chưa, phải thứ sáu cuối tuần không, là họ cứ họ đi họ ăn thôi, để coi coi mấy chú mà nó sọ lá đó, mấy chú họ xuyên tạc được nó không. Và đây nè, người dân Việt Nam á sống với chế độ cộng sản khổ lắm, đi nhậu á nó đi mấy cái xe này không à, rồi thấy không, đây là cái sân sau để người ta đậu xe, người ta dành cho đậu xe cho khách du lịch. Dạ chào chú Phan, thấy không đó, xe đây, toàn bộ xe đây ở phía trước đó nha, xe còn mặt trước đó nha, chứ không riêng mặt này nha mọi người, mọi người thấy không đó. Thì đó mình đi đó là mình làm, mình quay như vậy để anh phản biện lại cái luận điệu mà là xuyên tạc của cái đám lợi dụng cờ vàng đó. Bảo là dân Việt Nam sống là bị chế độ cộng sản bóc lột thế này khổ lắm, không có mà ăn, đói tới nơi đói tới nơi, ừ, ăn đồ độc không à. Nhìn xa xa bên kia đó mọi người thấy nhà cao tầng không, đó là sơ sơ thôi, đây tôi quay sơ sơ cho mọi người xem thôi. Thì để trưa mai, để ngày mai, thì ngày mai tôi sẽ review thêm một cái đoạn nữa là từ khu vực Bình Thạnh mà trải dài ra quận 6, là nhất là cái khu tòa nhà phức hợp Vinhome 81 tầng, với lại một cái trục đường mà ngày xưa tụi nó tự hào là Hòn Ngọc Diễn Đông gì đó, thực ra hồi xưa là những cái kênh Tàu Hủ, kênh Bến Nghé mà thú quắc á, và bây giờ nó sẽ hình thành là cái gì để mà tụi nó thấy thử coi là vấn đề Việt Nam là phát triển ra sao. Mà tối ngày nó cứ đi nó rêu rao đó ra rã, nó bảo là Việt Nam thế này thế nọ, mọi người nhìn thấy không, đây là cuối tuần thứ sáu nha, và phía trước mặt chúng ta là đại lộ Bình Dương. Mọi người nhìn cái lượng độ, lượng mà xe chạy và cái lượng xe mà nó lưu thông bao nhiêu là mọi người cũng hình dung được là cái sức sống của Việt Nam nó như thế nào rồi, đúng không ạ, thấy chưa, mọi người nhìn xem đó, lượng xe nó ùn ứ mà nó ùn tắc ở những cái giao lộ như vậy á, thì mọi người là không thấy được rồi, mình cũng hiểu được rồi, đúng không ạ. Và đối diện á, mọi người thấy là những nhà hàng quán ăn của Hàn Quốc, Đài Loan và Nhật, họ qua đây họ đầu tư, họ mở, họ làm ăn rất là nhiều. Dạ chào anh Đồng Ecoli, đố bà con biết một nghề Việt kiều không có năng khiếu là nghề gì hả Đồng Ecoli? Năm
đó. Không anh, thì thật ra là mình không phải mình muốn chọc tức gì ai cả, nhưng mà tính là mình đáp trả lại cái luận điệu mà cái tụi nó hay đi xuyên tạc á. À, rồi nó cứ ra rạ là bảo là người dân Việt Nam sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, chết tới nơi rồi, đói lắm, Đảng Cộng sản cướp hết rồi, không cho dân, không cho dân sống, không cho dân ăn. Thì đó, đi em quay, em review cho mọi người thấy là coi cái lời lẽ và những cái luận điệu xuyên tạc của tụi nó tới mức độ nào, đúng không? Đó, đường xá mọi người thấy trước mặt đúng không, và đây là quán đúng không, đây là những cái lò mình tụi ta nuôi hải sản đây nè, đó người ta giữ hải sản tươi sống rồi đó trong hồ luôn, thấy chưa, thứ gì nó cũng có đó, kinh ráp kinh riết gì là có hết đây đó. Và người dân á, cuối tuần người ta đi người ta ăn đây, người ta đi chơi đây đó, mọi người xem nha, đó thấy không, người thấy chưa, đó quán ăn trang bị cho một cái màn hình rất là lớn, màn hình này chắc 500 inch à, để phục vụ bóng đá hoặc là chiếu phim sự kiện gì đó cho khách tới xem. Bán vé số, tôi mà có can đảm về bán vé số là tôi ở Việt Nam rồi, đúng rồi, anh đồng một cái ly. Và tụi nó cứ xuyên tạc cái vấn đề đó, thiệt ra là làm ghét nhất cái vụ đó. Cái đó là người ta bỏ công sức ra người ta làm trong những thời gian người ta nhàn rảnh. Đây xe đây, thấy không? Thấy không? Đường xá đây. Đó, đây là chiều thứ 6 nha. Tức là giờ này là giờ tan tầm, giờ đi làm về đó. Bên kia là đối diện là một cái nhà hàng của Hàn Quốc, là massage, có đầy đủ hết. Đây là chỉ một cái khu vực vùng ven thôi nha mọi người, tức là đại lộ Bình Dương, nếu mà nói ra có ai biết là biết khu vực này, tức là bây giờ khu vực này á, nó gọi là khu V-Ship 1, là khu công nghiệp Việt Nam Singapore, là nó nằm ở xã Bình Đức, Bình Hòa, tỉnh Bình, thành phố Thuận An, Bình Dương. Và Thuận An bây giờ nó lên thành phố luôn, lên thành phố luôn rồi. Lúc trước nó là thị xã Thuận An, nhưng mà bây giờ Thuận An là lên thành phố Thuận An của tỉnh Bình Dương luôn rồi nha. Đây, mọi người thấy không? Nha. Đó, không thiếu một thứ gì. Rồi, à, xin chào mọi người, xin cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye.